Hi, xin chào mọi người, lại là Ngân đây. Và không đến Thụy Sĩ thì không biết điều này. Và ngày hôm nay thì Ngân sẽ đưa mọi người đi đến một cái nơi có một cái sự thú vị nho nhỏ. Bây giờ mình cùng đi nha. Anh đẹp trai không mọi người? Anh đi làm anh đẹp trai quá độ như vậy á. Điều này đặc biệt lần đầu tiên trong đời sau mấy chục năm. Sinh ra và lớn lên đến giờ mình mới biết. Đứng chặn như đây, chuyện gì sẽ xảy ra? Rồi coi nè, coi cái ví của bà Ngân nè. Ví chi mà màu sắc sặc sỡ vậy? No. No, it's not, it's over there. This way, this look. Hai vợ chồng mình đã đi chọn đồ rồi. Và ngày hôm nay thì quay lại, thì lần trước mua mà thiếu cái áo này. Đây nè, this one, em. Cái áo này có giá khoảng là 138.95, khoảng là 139 đồng ha mọi người. Bây giờ mình muốn cho mọi người xem cái nơi mua đồ lao động ở đây. Có rất là nhiều luôn, tất tần tật các thể loại. Nhưng mà từ từ đi, coi ảnh mặc cái áo này sao cho mọi người xem. Sau đó thì mình sẽ quay đi một vòng cho mọi người thấy cái nơi này nó đã như thế nào nha. Oh, it's good, right? This is M. Yep. M or L? M. M. Yeah. So what do you think for father? I think? Not M. M too, because S a little bit small. S. This one? Yeah. This one, really? No. This is S. Yes. Yeah. Why? Then you see. Mình sẽ mua cái áo cho ba và mình gửi về Việt Nam vì bây giờ ở quê mình lạnh rồi mọi người. Quê mình là xứ nóng mà đến mùa đông thì cũng lạnh rồi. Sau đó thì mình sẽ đưa mọi người đi tham quan nơi này nha. Chưa đến Thụy Sĩ chưa biết sự thú vị ở nơi này rất là đã luôn. Có một điều thú vị thế nữa mình sẽ cho mọi người biết đó là gì, về việc mua giày nha. Điều này đặc biệt lần đầu tiên trong đời sau mấy chục năm, sinh ra và lớn lên đến giờ mình mới biết. Mọi người thấy sao, ba mình cao 1m75, mình cao có 1m6 không, mình lên 50 mấy ký rồi mọi người. Cái này có giá 120 đồng, Thụy Sĩ một đồng Thụy Sĩ là 25. Một đồng Thụy Sĩ là 20-25 ngàn. Thì cái này khoảng 2,5 triệu cộng với 500, này khoảng 3 triệu mọi người. Ok, let's go. Hello. Nice to see you again. So today I'm filming for my YouTube channel. Can I? But you know, I want to check the, I don't know what is it for, check the the my feet, and then we choose what is perfect for the shoes, right? Đây cái này nè mọi người, cái này mình muốn nói cho mọi người là nó thú vị như thế nào nha. Đây cho mọi người thấy là this is three kind of feet, huh? Yeah. Rồi cái này khi mà đứng lên đây á, mọi người sẽ thấy có chuyện gì xảy ra. Giờ mình đứng cho mọi người xem nè. Ok, phải tháo giày ra đã. Cho mọi người thấy chuyện gì nha. Chưa đến Thụy Sĩ là chưa biết cái này nè. Đứng chặn như đây, chuyện gì sẽ xảy ra. Rồi chờ nha mọi người. It's okay. Rồi bây giờ con sẽ bước ra, mọi người sẽ thấy cái gì đây nè. To fit a medium, yes. A medium? Yes, medium. This one for you. Yeah, okay. Rồi mọi người thấy chưa? Bây giờ mình sẽ nói cho mọi người nè, đây là cái chân của mình, cái lòng bàn chân của mình nó hỏng như vậy thì ở cái size nó là trung bình ha. Vậy thì mình sẽ chọn cái miếng lót bên trong nè. Đây có rất nhiều là miếng lót luôn. Đây là cái sự đặc biệt thú vị mà mình chưa bao giờ mình thấy á mọi người. Đúng không? Có luôn cái máy đo cái lòng bàn chân thì mình sẽ chọn cái miếng lót. Nó sẽ rất là thoải mái khi mình đi. Vì cái hõm của mình lúc sâu lúc cạn á, giống như cái hõm chân này nè,
nó rất là sâu luôn ha. Hõm này rất là cạn nè, cái hõm của mình là trung bình nè. Sao? My love, it's so I big. Can have more. It's too gross. It's too big. It's too big. Yeah. 37. Yeah. This is, don't have the size for me. Nope. Yes, it's a little blöd zum schneiden. Also, we can't. Là không có size của mình. Size mình 37 mà ở đây nó chỉ có size 38 thôi. Mình sẽ đặt một cái miếng lót cho mình bên trong. Và như vậy thì chân mình đi nó sẽ rất là thoải mái, nó sẽ nâng đỡ cái lòng bàn chân của mình. Can you feel me for me a little bit? I want to see something and they see my face. Mình nhờ ông chồng mình. Đó thì thú vị chưa? Vậy thì Malo come back. Vậy thì mình sẽ đặt ở đây để có cái miếng lót là size 37. Yeah, okay. You wanna more look beautiful, right? Yes. Okay. À, nói mình tháo cái này ra nhìn mình dễ thương hơn. I'm here. Ok, vậy là mình sẽ đặt size 37 và mình sẽ có một cái miếng lót rất là nâng đỡ cái bàn chân của mình. Đó là một điều thú vị ở Thụy Sĩ mà mình biết được và mình muốn chia sẻ với mọi người. Bây giờ sau khi mình mang giày xong thì mình sẽ đưa mọi người đi tham quan một vòng ở đây. Ở đây có nhiều thứ thú vị lắm mà ở Việt Nam mình không có được một cái nơi như vậy ha. Nếu mà có một nơi như vậy thì mọi người rất là tiện, có thể mua những cái đồ bảo hộ lao động, chỗ nó chất lượng tốt lắm mọi người ơi. Chất lượng tốt ghê lắm. I talk to my friend, you cannot understand what I say. I understand all. Huh? What? I love you. You understand that? Yes. Rồi đây nè, cho mọi người xem một dòng nơi này. Có rất là nhiều đồ. Ở đây toàn là giày để dùng để đi lao động á mọi người. Bạn nhìn nè, nó rất là chắc ở phía trước. Có gì rơi gì lên là nó, chân mình cũng được bảo vệ luôn. Đây, anh chồng nhà mình mới mua đôi này để đi làm. Mấy lần trước ông mua cái đôi nào đây á, mà giờ ông thấy đôi này dễ chịu hơn. Không phải là cứ giày mà nhiều tiền là cảm thấy thoải mái, mình chọn đôi nào mình cảm thấy thoải mái nhất. Thì giá trong mình ở đây nó là vậy. Rồi, đây có rất nhiều đôi giày, mọi người đoán xem đôi giày này giá khoảng bao nhiêu. Nhìn nha mọi người, đôi giày này là của hiệu gì đây nè. Ngày này đi làm là đã lắm. This is normally used for the building the house, huh? This shoes. À, ông nói cái gì mà ông mang nó căng đứng dưới kìa. Đúng rồi, đang trưng cái đôi giày dưới mọi người. Không hiểu là anh đang nói gì, tí nữa mình sẽ dịch sau. Đó, đây cho mọi người nghe cái khuôn viên, xem cái khuôn viên nè. Trời ơi, rộng chưa là rộng, quá trời đồ luôn nha. Rồi. Yeah. Rồi bây giờ cho mọi người xem cái giá này nè. Mẹ ơi, mua một đôi giày đi làm mà giá, look, 320. Oh yeah, 520. My gosh, around 13 million Việt Nam đồng, right? Khoảng 13 triệu đồng mọi người. Trời ơi, giày gì mà mua đi làm hết 13 triệu rồi, ai mua? Không mọi người, đôi giày hết 13 triệu, về đi làm. This is new for work, right? It's so special. Trời ơi, đó, trời ơi, quá trời đồ. Áo mưa cũng dễ thương rồi mọi người, đó, áo mưa. Cái áo mưa thì giá cũng hôm qua mất 17 đồng, khoảng 400 ngàn từ Việt Nam phải không ta? Khoảng vậy mọi người tính ra cho mình. Cái gì đây mà giá đến mấy triệu đồng, 4-5 triệu đồng đây. Cái máy làm gì đó. Ok, I follow him. Còn đấy nữa toàn thiết bị máy móc thôi, mình không có rành nhưng mà mình chỉ biết là nó quá đã. Hả mọi người, mình đi xuống dưới này, đi xuống dưới. Ok, let's go. Rộng lắm luôn. Đây, hồi nãy anh nói cái gì ở đây? Đôi giày này, đôi này này đang được giảm giá, thì ra là vậy. Đang từ 550, còn 499 đồng. 498 đồng. Anh đã trai không mọi người? Anh đi làm mà anh được trai quá độ như vậy á.
Rồi, Giáng sinh đã đến rồi. Ok. Đây là cái máy gì ta? À, cái máy khoan. Cái post này thì nhà mình có nè. Ở Việt Nam mình cũng mua được. Giá ở đây, ủa sao mắc dữ vậy? Giá ở đây đến mười mấy triệu luôn. So Việt Nam mình mua có 3 triệu hả mọi người? 2-3 triệu à. Ở bên này á, xịn sò thiệt nhưng cái gì nó cũng mắc hết. Trời ơi, cái này gọi là cái cờ lê không? Cái vặn ốc không mọi người? Mình nữ nhi không biết tên gọi của mấy cái đồ này. Thả chưa? Thử cái cờ lê lớn giá nhiêu tiền coi. Cái ông này giá là 198, khoảng 5 triệu nha mọi người. Gần 5 triệu. Rồi, như mình nói đó, không đến Thụy Sĩ không biết điều này, mà đến Thụy Sĩ rồi sẽ biết điều này. Có nhiều điều thú vị lắm. Mới mới mà như Ngân là mới quá, nên là những cái gì nó cũng hấp dẫn và thú vị hết. Chào.